Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ YouTube Gốm Sứ Nhật Xuân Lãm và những cái sản phẩm em lên anh chị. Anh chị thích món nào? Anh chị thích món nào? Anh chị chụp gửi về cái Zalo Gốm Nhật Xuân Lãm 0913330469 nha anh chị. Hoặc là anh chị và những anh chị mà không có xài Zalo, anh chị cứ điện trực tiếp qua số này nha anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ YouTube này. Và bây giờ này em lên một cái bộ này nha chị. Bộ này là bộ ngũ sắc nha chị, bộ ngũ sắc nha. Bộ này nó có một cái tô lớn như thế này nha chị, một cái tô lớn như thế này. Tô này anh chị nói tô lớn như thế này nha chị. Và cái này có một cái dĩa như thế này nha chị, một cái dĩa như thế này. Đấy, một cái dĩa nha chị. Và cái này là một cái chén nha chị, chén này là chén vàng luôn nha chị, viền vàng nha. Đó, rồi này là combo nha chị, combo. Rồi cái này em có 5 cái dĩa như thế này nha chị, 5 cái dĩa như thế này. Chá mà báo chị là cái này là combo, là cái này là trong này nó có một cái giỏ hoa nha chị, một cái giỏ hoa. Cái này cũng có một cái giỏ hoa thì đúng nha nha chị, đúng nha. Cái này thì nó gọi là combo nha chị, nó cái này là không có nha. Đây. Là cũng như là nguyên cái tông cái phone nha chị, nguyên cái phone nha. Rồi cái này tô nha chị, tô này đường kính là 24 nha chị, và cao của này là 6.5, và cái này chị, cái này là đường kính này là 18.5 nha chị. Còn cái chiếc này là đường kính là 11.5 nha chị, 11.5, và cao của này là 6 nha chị, là cái chén ăn cơm nha chị, cái này là chén ăn cơm. Rồi cái này đường kính là 12, là cái này là một cái dĩa viền vàng nha chị, một cái dĩa viền vàng như thế này. Đấy, cái bộ này tổng thể là 5 cái dĩa nha chị, và một con nhắn tin qua nó chưa? Nhắn tin vào qua chưa? Và là một cái chén nha chị, tổng thể là em là 8 món. Đó, cái bộ này em có 8 món nha chị, 8 món nha. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là một bộ này em bán cho anh chị với giá nào? Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 1 triệu nha chị, 1 triệu bộ này. 1 triệu anh chị chốt giùm em mã C. C34 nha chị, C34 1 triệu nha. C34 nha chị, 1 triệu bộ này. Đấy, nó gồm nha chị một tổng thể là 8 món nha chị. Đó, 8 món, 1 triệu bộ này nha chị. Đấy, cái này là anh chị để cái đế ly nè. Lót ly nha chị, đấy, lót ly hay lót bình trà cũng được. Rồi cái này là chén ăn cơm. Cái này là để cái tô nha chị, cái này là để đĩa bánh nha. Đấy, cái này em bán cho anh chị với giá là 1 triệu. Anh chị cho tụi em mã C 34 nha chị, C34 nha. Rồi bây giờ em lên một cái tô nha chị. Một cái tô này là một cái tô là này là có truyền nha chị. Cái này nó hơi mờ không thấy rõ. Rồi cái tô này siêu đẹp luôn nha chị. Tô này rất là đẹp. Tô này là đường kính này là 13.5 nha chị, và cao của này là 6.5 nha chị. Cái tô này em đẹp siêu sao luôn nè chị, rất là đẹp luôn nha. Rồi cái tô này bán cho anh chị với giá là 170k cái tô này. Anh chị chốt cho em mã C35, 170k nha chị, C35. Rồi bây giờ em lên cũng là tiếp một cái dĩa nha chị. Một cái dĩa này là dĩa viền vàng nha chị, viền vàng. Dĩa này là đường kính là 26 nha chị, và cao của này là 3.5. 26 và cao, cái này 3.5 nha chị. Rồi cái này em bán cho anh chị cái dĩa này với giá là, cái này Narumi nha chị, Narumi nha. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị với giá là 120k. Anh chị cho em mã C36, 120k chị, C36 nha, C36 cái dĩa này. Rồi em lên một cái này anh chị, cái này là ly hai mặt nha chị, ly hai mặt, mặt trong và mặt ngoài nha chị. Cái này là ly này có truyện đầy đủ nha. Ly này đường kính này 7 nha chị, và cao của này là 9. Cái ly này rất đẹp luôn nha chị. Ly này em bán cho anh chị với giá là 40k cái ly này. Anh chị chốt em mã C37, 40k chị, C37.
Rồi bây giờ này em lên một cái gạt nha anh chị. Cái này em có bữa trước em có bán một chiếc rồi. Bây giờ em khui ra nó tiếp một chiếc nữa nha anh chị. Cái này đường kính này là 10. Cái này là một cái gạt của Pháp nha anh chị, đường kính là 18.5 và cao của này là 5.5 nha, cao của này là 5.5. Cái này anh chị, hôm trước em cũng có bán một chiếc. Cái này là và răng của Pháp nha anh chị. Cái này là hàng của Pháp nha, có ký hiệu phần sâu nha anh chị. Có ký hiệu phần sâu. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 160k chiếc này đi. Bán khoảng đó 160k anh chị chốt cho em mã C30. C38 nha anh chị, C38 160k. Cái này đã bán chị của Pháp nha. Nắng tắm mình. C38. Rồi em làm cái này anh chị, cái này anh chị làm cái đĩa chấm. Nó tưởng đi con, tưởng con đi nha. Khánh lạnh không được con, khánh lạnh đi. Rồi em lên 6 chiếc này nha chị, 6 chiếc này nha. 6 chiếc này anh chị làm cái này làm nước tương, nước chấm, anh chị bỏ cái gì hợp lý cái này. Em thấy quá đẹp ra chị. Nó có chiếc xe đặc biệt thì nó đi nó ôm cũng nó được, còn cái chiếc xe nó đi nó rất chắc là xe đặc biệt là im rồi. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là đường kính là 9 nha chị và cao của này là 6.5. Đó, cái bộ này em có 5 chiếc, anh chị làm nước tương nước chấm hay là anh chị để cái gì em thấy cũng lạ mắt lắm luôn anh chị ha. Đó như thế này có chuyện luôn. Rồi bộ này em bán cho anh chị 100k bộ này đi. Rồi 100k bộ này nha chị, anh chị có cái em mã C39 nha chị, 100k C39 nha. Lạ mắt nha chị, cái này lạ mắt luôn. C39 100k. Rồi em đặt cái này nha chị. Cái này nha chị, cái này là đường kính này là 13 nha chị, 13.5 và cao của này là 4.5 nha chị. Rồi cái này là một cái dòng dạng như là cái dòng trà, cái này là sơn thủy nha chị, trong này là sơn thủy nha. Cái này là có truyện đầy đủ nha chị. Một cái này em bán cho anh chị với giá là 70k nha chị, 70k một chiếc như thế này. Anh chị chốt cho em mã C40. 70k nha chị, cái này là anh chị 70k C40 nha chị, C40 cái này là có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Rồi em ra một cái tô này là tô rồng nha chị, tô này tô rồng xưa. Đó, tô rồng xưa nha chị, tô rồng xưa như thế này. Đây là rồng vẽ tay nha chị, rồng và phụng luôn nha chị, một cái tô rồng và một cái tô phụng luôn. Đó, cái này là tô đúng là xưa luôn nha chị, đúng là xưa nha. Rồi em báo chị nó có một cái vết lỗi chỗ này nha chị, một cái vết lỗi chỗ này còn thấm rồi. Một cái vết lỗi chỗ này thấy rõ không? Nó có chút xíu chỗ này nha chị. Đó, cái này là đường kính là 20 và cao của này là 7 nha chị. Rồi cái này em bán cho anh chị cái tô này với giá là 100k cái tô này nha chị. 100k anh chị chốt cho em mã C41. C41 nha chị, 100k C41. Rồi em lên tiếp nha anh chị. Cái này là tô, này là tô rất là to nha chị. Tô này đường kính là 21.5 và cao của này là 8.5 nha chị. Tô này là tô vừa rồng vừa phụng nha chị, vừa rồng vừa phụng nha. Tô này là rất là to, rất nặng nha. Đường kính là 21.5 là đường kính 2, còn 22 là đường kính rất là to. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 90k. Anh chị chốt cho em mã C42. 90k chị, C42 cái tô này.
Rồi cái này dĩa này anh chị, dĩa này em có 5 cái dĩa củ cải nha anh chị, 5 cái dĩa củ cải xanh lam như thế này. Và cái này là cái dĩa này là không có truyền nha anh chị, không có truyền. Dĩa này em có 5 dĩa nha anh chị, 5 dĩa nha. 5 dĩa nha anh chị. Dĩa này là đường kính này là 19 nha anh chị, đường kính này là 19. Là cái dĩa này đường kính là rất là to nha chị. Rồi 5 cái dĩa này em bán cho anh chị với giá là bộ này. Bộ này em bán cho anh chị với giá là 220k bộ này. 220k bộ này nha chị, bộ này 5 chiếc lận nha. Anh chị chốt em mã C43. C43 nha chị, C43 220k 5 chiếc nha chị, 5 chiếc lận nha. Rồi em lên cái chị này là chén chấm nha chị. Cái này em có là 6 cái chén chấm. 6 chén chấm nha chị, 6 chén chấm này. Chén này đường kính này 9 nha chị. Rồi 6 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 90k. 90k 6 chiếc nha chị. Anh chị chốt em mã C44. 60k 9 chiếc. Rồi xin lỗi. 9 chiếc 6 chiếc 90k. 6 chiếc 90k chị, C44. C44 nha anh chị, C44. Rồi cái này anh chị, cái này là làm cái chén chấm thì anh chị làm cái gì cũng lạ mắt lên chị, rất là lạ luôn nha. Một chiếc, bốn chiếc anh chị, cái này em có bốn chiếc, cái này em có tổng thể là 9 chiếc nha anh chị. Làm chén chấm hay là chén tương gì cũng được nha anh chị. Cái này em có 9 chiếc. Rồi cái này anh chị, cái này là đường kính này là 11, 12 nha chị, và ngang cổ này là 9. Đấy, cái này em có 9 chiếc, bộ này em bán cho anh chị với giá là 240k bộ này. 240k. Anh chị chốt em mã C45. C45 nha chị, C45. Rồi em lên cái bộ này nha anh chị, em lên cái hộp này nha. Hộp này là hộp này em có 5 chiếc nha anh chị. Hộp này, một cái hộp này em có 5 cái dĩa như thế này nha. 5 cái dĩa anh chị để cái làm như cái đế ly cũng được anh chị, làm cái dòng trà nhỏ cũng được anh chị. Em có 5 chiếc mà cái này là hộp này có 5 chiếc thôi. Đường kính này là 11.5 và cao của này là 3.5 nha anh chị. Rồi 5 chiếc này em bán hộp này cho anh chị với giá là 170k. 170k hộp này anh chị chốt cho em mã C. C46. 170k chị, C46 nha. 170k C46. Rồi cái này em lên một cái tô tam thái anh chị. Tô tam thái này đường kính là 15.5 và cao của này là 8 nha chị. Cao của này là 8, tô tam thái này tô tam thái xưa nha chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là cặp này em bán cho anh chị với giá là 280k. Cặp này 280k cặp này nha anh chị. 280k cặp này anh chị chốt cho em. Mã C47 nha anh chị, 280k C47. Là rồi em lên một cái này anh chị, một cái khố này nha, một cái khố này là một cái khố củ cải anh chị, khố này đây, khố này là đường kính là 16 nha chị, và cao của này là 7, ta dọn nhiều rồi năm dọn 7 nha chị. Rồi cái này em bán cho anh chị một cái tô này và một cái nắp này bán cho anh chị 90k cái này, 90k anh chị chốt em mã C48, 90k C48. C48 nha anh chị, C48 90k.
Rồi em lên cái bộ này chị, bộ này là bộ hoa nổi nha chị, bộ hoa nổi. Hai chiếc nha chị, cái này em có hai chiếc nha. Một cái dĩa và ba cái tô nha chị, một cái dĩa và ba cái tô. Rồi đường kính này là 17 nha chị. Đường kính này tô này là 17 và cái này là đường kính này là 22 nha chị. 17 và 22. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 210k bộ này. 210k bộ này nha chị, 210k. Anh chị chốt giùm em mã C49 nha chị, C49. Cái này là có truyện ký nha anh chị, có truyện ký và cái này là hoa nổi nha chị, rờ cộm như thế này nha. Rất là đẹp, 210k. Anh chị chốt giùm em. Ủa không sao cỡ đó. Anh chị chốt giùm em mã C49. Rồi em lên cái này anh chị, em lên một cái chén nha anh chị. Chén này là đường kính là 12.5 nha chị và cao của này là 5. Cao của này là 6 nha anh chị, cao của này là 6. Chén là chén tam thái nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị 80k. 80k chị, anh chị chốt giùm em mã C50. C50 nha chị, C50. 80k anh chị, 80k C50. Rồi em lên cái này dĩa nha anh chị, cái này em có 3 dĩa như thế này nha anh chị, 3 dĩa như thế này. Này là đường kính này là 9 nha anh chị, đường kính là 9 nha. 3 cái dĩa này siêu đẹp nha anh chị, siêu đẹp 3 cái này luôn nha. Ủa, 3 cái là họa tiết rồi, rất đẹp. Cái này là còn tem còn mạc luôn, chưa qua sử dụng. Rồi ba chiếc này bán cho chị với giá là 3 chiếc này anh chị, 3 chiếc này là 100k. Anh chị chốt em mã C51. 100k C51. Rồi em lên một cái dĩa này anh chị, dĩa này là đường kính này là 23 nha chị. Đường kính dĩa này là 23. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị với giá là 50k cái dĩa này. Anh chị chốt em mã C52. Rồi bây giờ em lên cái bộ này nha chị, bộ này là một cái bộ dĩa pha lê nha chị. Bộ này là một cái bộ dĩa pha lê. Một cái bộ dĩa pha lê nha chị, một cái bộ dĩa pha lê. Cái này là trong này, trong cái bộ dĩa này em, bộ này em có 5 chiếc nha chị. Bộ này em có 5 chiếc. Cái này em có 4 cái dĩa nha chị. Cái này là dĩa pha lê.
mà trong lòng này là anh chị vẽ là họ kiểu như ở trong lòng này có là cái hoa nha anh chị, hoa đào nha anh chị, đấy như thế này nha. Ừ. Dĩa này là dày nha chị, độ dày nha, rất là dày cái dĩa này. Đường kính này là 18.5 nha chị, 18.5. Rồi cái bộ này chị, bộ này em có 4-5 chiếc nha chị. Bộ này em bán cho anh chị với giá là 180k bộ này. 180k bộ này nha chị. Anh chị chốt cho em mã C53. Rồi giờ em xin phép chào cô chú và anh chị. 180k ra đầu ha.